Ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fujikuma Automotive Việt Nam thuộc khu công nghiệp Hòa Cầm, ngay trong tối qua ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cùng với Ban quản lý khu công nghiệp Hòa Cầm và công ty trách nhiệm hữu hạn Fukukura Automotive Việt Nam tiến hành khoanh vùng, phối hợp với lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.400 công nhân của công ty. Công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được lực lượng y tế triển khai thực hiện nhanh chóng và đảm bảo quy định phòng chống dịch. Công ty cũng đã bố trí khu vực lấy mẫu, chỗ ngồi giãn cách cho công nhân. Lãnh đạo quận Cẩm Lệ cũng đã làm việc với lãnh đạo công ty về công tác phòng chống dịch, phương án kịch bản ứng phó hoạt động sản xuất khi có ca mắc COVID-19 tại công ty.